Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, đẹp quá ha. Cái này chắc chắn là đồ của hai vợ chồng tự thiết kế nè. Chồng cũng áo màu hồng, vợ cũng áo màu hồng nè, đúng không? Cái đầm cưới này chắc cũng là cái đồ cưới hồi trước của tụi em luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đầm cưới cách đây 5 năm. Rồi bây giờ quay trở lại với chương trình thì xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Hoài Hương. Công việc của em trong suốt 12 năm qua là một người dẫn chương trình. Em công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ông xã em thì trước đây là quản lý của một hệ thống trường Anh ngữ. Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì hai vợ chồng cùng mở một cái học viện đào tạo người dẫn chương trình mang tên là MC Academy. Và hiện nay hai vợ chồng làm việc chung. Em tên là Hải Nam. Năm nay là 30. Trẻ quá. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà nhất đó, gái hơn 2. Nhì trai hơn 1. Chúc đó. Mừng em nha. Như vậy là không biết cái cơ duyên nào mà hai em lại gặp nhau, và cái mối tình chị em nó chớm nở khi nào? Thật ra thì là mai mối. Ba em là hồi xưa là làm chung với lại Hương. Sau đó thì em đi học từ Úc về. Ba em cũng có nói với em là ba làm ở trong đài, có một bé khá là xinh, thì có gì hôm nào để ba hẹn cho hai đứa gặp nhau. Và cái lần đầu tiên em gặp cô MC này thì cô ấy có khá đẹp hay không? Hay là cô ấy quá đẹp? Ấn tượng của em về cô ấy. Thế còn Hương thì sao? Dạ, hồi đó thì thật ra là thời điểm em khoảng tầm 21, 22 là em bắt đầu công tác tại HTV. Nói chung là hai chú cháu hồi đó cứ kêu bố đấy, thì là đã làm chung với nhau ở trong đài khá là lâu. Thì tự nhiên một ngày lúc ghi hình xong đi ra thì bố mới nói chứ, bố có thằng con trai cao to đen hôi. Cao to đen hôi. Mới đi học từ Úc về, nó chưa có người yêu. Thì con có muốn là bố mai mối cho hai đứa gặp nhau không? Thì thời điểm đó là em mới vừa chia tay bạn trai cũ tầm khoảng hơn một tháng. Thì lúc đầu mình cũng không có hứng thú kết nối một cái mối quan hệ mới. Nhưng mà tại vì bố ở trong đài thì kiểu lớn tuổi mình cũng nể, cho nên mình cũng không dám từ chối. Thì cái hôm mà đi cà phê á, thì em nói là thôi bố cho con cái địa chỉ quán cà phê đi rồi con ra. Thì bố không chịu. Bố nói không, cho bố địa chỉ nhà đi rồi con trai bố qua đó. Thì tối ngày hôm đó là trên Facebook của em mới có một cái nick add friend với mình. Thì thường là em sẽ không có chấp nhận nếu mà là người lạ, nhưng mà nhìn cái avatar thì em nói ôi đúng là con bố Sơn rồi. Giống quá. Dạ giống quá. Thì em mới chấp nhận kết bạn. Thì cũng vô hai bạn vậy thôi, cũng không có nói gì nhiều. Thì ngày hôm sau là ảnh qua ảnh đón em, thì ảnh đứng ở đầu hẻm nhà, thì em đi ra xong rồi ảnh mới chở em đến cái quán cà phê đó. Và đó là một cái buổi hẹn hò đầu tiên mà có cả bố và mẹ bên đó, có bốn người. Bố mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà Hương thì khi mà Hương gặp bạn thì cái ấn tượng của Hương sao? Ấn tượng của em á là người quá là cao, tại vì đây là cái người cao nhất trong những cái người bạn trai em đã từng quen. Và tại vì những cái bạn trai trước mà em quen thì kiểu là nhìn vô nó có một cái gì đó hơi lãng mạn, nó đúng cái style nghệ thuật của mình. Nhưng mà cái người này thì mình cảm thấy nó bị hộp, bị gỗ. Mình cảm thấy nó hơi cứng á, phải không? Bị cứng á. Thì mình cảm giác nó không phải là gu của mình. Cho nên là trong lòng em lúc đó nghĩ là một lần và mãi mãi, tức là mình đi cái buổi cà phê này cho nó cũng gọi là cái mối quan hệ xã giao với bố thôi, chứ chắc là mình sẽ không có tiếp tục là tìm hiểu cái bạn này. Vậy thì bây giờ cuối cùng thì làm sao mà có thể đến được với nhau? Chắc chắn có phải là em phải quyết tâm theo đuổi cô này đúng không? Dạ đúng đó. Rồi quyết tâm sao nè, có gì trở ngại không nè? Trở ngại là chắc chắn là rất là nhiều rồi. Tính em thì theo kiểu là một khi đã muốn cái gì rồi là mình block cái đầu của mình luôn. Phải làm cho tới là, đúng rồi, block đó. Luôn, khóa luôn đó. Khóa hình ảnh nó lại. Sau này khi mà giống như hai người đi chơi đi, thì ở bên kia thì cứ nói theo cái hướng là say no. Nhưng mà tất cả những cái âm thanh đó trong đầu mình là thành yes hết. Một trong những cái điểm mà em cảm thấy cái người này bắt đầu làm cho mình có dấu ấn, đó là ảnh rất là giàu kiến thức. Trong những cái cuộc nói chuyện á, thì mình cảm giác về sau này em cứ gọi là anh giống như là từ điển vậy đó. Sao cái gì anh cũng biết hết. Thì mình cảm thấy sao mình nhỏ tuổi hơn mình 2 tuổi, nhưng mà gần như là đông tay kim cổ, cái gì anh nói cũng được. Và anh nói cái kiến thức nó rất là hay. Thế là em bắt đầu nể, thì em lại tiếp tục có hứng thú để đi uống cà phê. Nhưng mà em phải có một cái cột mốc nào để mà em gọi là gục ngã thực sự trước tình cảm của bạn này chứ? Có, sau 6 tháng nhận lời quen nhau. Lúc đó là em tham gia cuộc thi người dẫn chương trình Én Vàng của HTV. Thì trước đó em có tâm sự với anh là mặc dù em đã làm MC cũng mấy năm, nhưng mà em vẫn muốn chinh phục cái giải thưởng đó. Đó là ước mơ của tuổi trẻ của em. Thì ảnh rất là đồng cảm. Và trong suốt cái cuộc thi đó, ảnh là người chăm sóc em, ủng hộ em về tất cả mọi mặt luôn. Thì em cảm thấy cái người này quá là chân thành với mình. Cái thứ hai, cũng ở thời điểm đó thì em có chia sẻ với anh là em đang là điều trị bệnh ung thư.
thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm để nói ra cái điều đó với lại cái người mà họ đã quá nghiêm túc với mình. Thì em có thể chia sẻ về cái bệnh đó của em? Dạ, em bị ung thư tuyến giáp tầm cuối năm 2011 và đã phẫu thuật. Tuy nhiên là cái khối u của em nó quá lớn cho nên sau đó em phải điều trị iốt phóng xạ. Thời điểm 2014 là em cũng điều trị được gần 3 năm rồi. Thì ở thời điểm em chia sẻ với ảnh là em cũng chưa biết là em có hết bệnh hay không. Cho nên em nghĩ là mình nói ra với một cái tâm thế là nếu mà họ đồng hành với mình thì tốt quá, mà nếu họ dừng lại thì mình cũng không có cái gì để trách. Về em thì cái cảm giác của em như thế nào? Thật ra thì cảm giác của em lần đầu tiên khi mà em nghe được những cái cụm từ như là ung thư, nó thực sự nó rất là lớn lao. Đúng vào cái thời khắc đó khi mà em nghe cái câu chuyện của Hương thì em mới thấy là trời, có nghĩa là tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ mình cảm thấy là nó thật là xui xẻo hoặc là nó tiêu cực á, thì so với cái chuyện này nó chả là cái gì. Thế là từ đó trở đi thì em cảm thấy rằng là thật ra thì mình cần phải mạnh mẽ hơn để mà mình có thể chăm sóc cho cái người con gái này. Đó là cái suy nghĩ ở thời điểm đó của em. Và em chấp nhận luôn cái căn bệnh đó cho dù có bất kỳ trường hợp nào xảy ra, đúng không? Dạ, vì đúng thường rồi. Là ung thư về tuyến giáp á, những cái gì mà về tuyến giáp á, là nó ảnh hưởng đến cái sinh con nó rất là khó, đúng không? Em biết mà, đúng không? Dạ biết, bác sĩ có nói. Và lúc đó thì em có nói với ảnh về cái việc đó không? Dạ, cái việc mà tư duy của em á là thành thật. Thì cái lúc mà hai đứa ngồi kế nhau tự nhiên tay chân của em nó rung hết trơn à. Em rất là rung, mặc dù em nói thì rất là mạnh mẽ, em nghĩ là mình sẽ đối diện nhưng mà vẫn rung. Thì khi mà em nói từng chữ ra là em đang là bệnh nhân ung thư, tức là em nói rất là chậm luôn thì mới nói ra được cái câu chuyện đó. Thì nhưng mà khi mà nói ra hết một cái tự nhiên mình thấy giống như mình trút được cái gì đó trong lòng. Rồi thì tự nhiên lúc đó ảnh không nói gì, tự nhiên cái mình nói rồi xong rồi, chắc là người ta có thể là sẽ không có đồng hành với mình rồi. Thì ảnh im lặng một chút, sau đó ảnh mới nói chứ anh nghe cái điều em đang chia sẻ tự nhiên anh thấy anh thương em hơn. Tức là anh im lặng một lúc là anh nói cái câu đó, tự nhiên cái em cảm thấy may quá. May là người ta không có từ bỏ. Sau cái cuộc nói chuyện đó thì em bước vào cái đợt điều trị. Và rất là may là đó cũng là đợt điều trị cuối cùng. Sau đó thì bác sĩ thông báo là em hoàn toàn hết bệnh. Yes. Nên là khối u nó sạch hết rồi. À. Và em cũng chính thức bước vào cái cuộc thi Én Vàng mà em nói. Hay quá. Rồi bây giờ em có em bé chưa? Dạ em có, em bé 4 tuổi rưỡi. Trời ơi. Thôi chúc mừng. Vậy chắc có lẽ đó là biến cố lớn nhất trong biến đời. Biến cố duy nhất trong gia đình hả? Nếu mà duy nhất thì cũng không hẳn. Còn nữa hả? Dạ, tức là khi mà quen nhau được một thời gian thì ảnh lại bị phát hiện ra là bị thoát vị đĩa đệm. Mà bị rất là nặng do chấn thương chơi thể thao. Bạn này bị nặng không? Thoát vị đĩa đệm ghê lắm hả em? Chưa mới giỡn đâu. Em tới đó là nó không còn gọi là thoát vị đĩa đệm nữa rồi. Nó gọi là hẹp ống sống. Và bây giờ trong người ảnh là bây giờ hiện tại là ốc vít không á. Dạ đúng rồi. Tại vì có một giai đoạn là có xém bị liệt cho nên phải mổ. Đó là giai đoạn đã cưới rồi. Lúc đó là em sinh con được 8 tháng. Thì là ảnh bị sậm luôn, nằm luôn, không có đi được. Thì bác sĩ mới nói bây giờ nếu không mổ là liệt. Tại vì bây giờ là không, cái lưng này là không xài được nữa rồi. Thành ra là cả gia đình nói chung là hai bên luôn đều chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Và bản thân em cũng chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa em cũng là một cái người đứng trước một cái cột mốc gì đó. Em luôn nghĩ về cái tốt, về cái tích cực chứ em là không nghĩ hướng ngược lại. Cho nên em cứ nói ảnh là yên tâm đi, ở Hiền Ngọc Lành chắc chắn ca mổ của anh nó sẽ thành công. Thì em nhớ cái đêm mà mổ xong xuống á, là sáng bác sĩ mổ, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật á, lên mới đụng vô cái chân ảnh mới hỏi có cảm giác không nam. Anh nói dạ có bác. Bác nói ôi vậy là không liệt rồi. Không có nam bi quan không? Không biết làm sao nhưng mà lúc nào trong đầu em cũng nghĩ rằng là chắc chắn là mình sẽ mổ được. Thực ra thông qua cái chuyện của hai bạn này á, mình mới rút ra một cái điều á, bệnh tật á, cái yếu tố tinh thần nó cực kỳ quan trọng luôn. Tức là ý chí của bệnh nhân á, với lại cái niềm tin hoặc là sự vui vẻ á, trong cuộc sống á, nó quyết định kinh khủng luôn. Cái đó là lạc quan. Đúng, lạc quan. Hai bạn phải chúc mừng cho nhau. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Chắc lấy nhau rồi hạnh phúc dữ lắm. Chắc không có chuyện không gì có xấu lòi ra đúng không? Không có. Đây là đến phần vạch mặt nha. Phần vui nhất là... phần vui nhất của chương trình đó. Có thể bật mí cho chúng ta biết về những cái tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không em? Có chứ ạ. Có. Sao không có? Tật xấu là em hay gọi là tên bịp bợm. Tại vì sao? Cái lúc mà yêu á là cái người này hồi nãy chắc giờ chị Vân với anh Thuận cũng thấy cái tính mục tiêu rất là cao, mình xác định mình muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Cũng vì thế hồi đó em tưởng anh là người lãng mạn, tại vì lúc yêu là mua hoa rồi nói chung biết cái tính của em thích lãng mạn, làm tất cả những điều em thích rồi set up nến rồi đủ thứ hết rồi, như vậy là bây giờ mình chắc thấy mình hợp quá rồi, xong về là cắt hết.
không có một cái gì lãng mạn hết trơn á, là đến nỗi mà kiểu là em nhiều lúc bị stress luôn á, mình cảm thấy là nó bị sốc quá, đó là tại sao bây giờ ảnh khác quá. Thì em cứ nói là anh khác quá, anh thay đổi rồi. Nhưng anh nói không, anh là như vậy. Anh không có lãng mạn, tính anh không phải người lãng mạn, không có đáp ứng được em. Cái xong cái em mới nói vậy là có nghĩa hồi đó lúc quen là anh lừa em hả? Đó là chia sẻ chiến thuật đó mà, nãy là chiến kiểu thuật chiến lược đó. Có những cái đợt là 20 tháng 10 hay là những cái dịp gì đó là quá bận, làm ở công ty quá bận, xong rồi nhắn cho em là thích gì, em thích gì, xong rồi em chuyển khoản. Là chuyển khoản vô thì ví dụ lần đầu thì mình cũng thấy cũng được, cũng thông cảm được tại vì là ảnh bận. Nhưng mà sau một vài lần thì mình cảm thấy là mà tính của em thì em lại không thích như vậy. Em thích, em nhiều lúc em mới nói chứ nhiều khi anh mua cho em cái kẹp tóc thôi cũng được. Nhưng mà là anh có thể bỏ thời gian ra anh đi mua và anh đem về anh tặng cho em. Anh chọn cái kẹp thật là xấu cũng được luôn. Nhưng mà anh có thể nào làm cái điều đó không? Chứ anh đừng có kiểu như vậy, em không thích. Không, thực ra là ở cái lứa tuổi này á, là bắt buộc phải là như vậy. Có nghĩa là muốn chồng tự tay mua, muốn chồng chứng tỏ cái sự quan tâm một cách cụ thể. Chứ còn ví dụ như em chuyển 20 triệu, người ta không thích bằng là em đi mua một cái giỏ 1 triệu thôi, em tặng cho bạn, ví dụ vậy. Thì nhưng mà 52 tuổi sẽ khác nha, nam năm chờ 52 tuổi nha. Bây giờ Hương kể tiếp. Tiếp tục. Nói này ra chắc ảnh không thích đâu. Cứ nhưng nói mà, đi em sao. Dạ, nhưng mà thôi mình cứ thật đi. Thích chơi game. Mê game. Dạ. Rồi dạ. Mà chơi thâu đêm suốt sáng không em? Bỏ ăn bỏ uống không? Không không. Tại vì công việc chính của ảnh ở công ty thì vẫn là điều hành. Cho nên được một cái thì nếu mà là công việc thì là công việc, chứ ảnh không có để bị ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà còn về nhà là cứ bấm game. Bấm game xong mà em nói là anh có thể nhìn mặt em được không? Anh đừng có nhìn cái game nữa được không? Thì nói chung là ông xã em thì được một cái là góp ý thì cũng nghe. Rồi cũng giảm. Xong rồi giảm được khoảng tuần 2 tuần. Xong cái lại tái lại xong rồi cái lại nói, lại nghe, rồi lại giảm, rồi nó cứ như vậy. Có một cái giai đoạn mà ảnh bị thay đổi hoàn toàn á, là trước đó thì ảnh rất là ok. Nhưng mà đến khi mà ảnh kiểu trẻ quá mà có những cái bước thăng tiến quá là vượt bậc ở chỗ công ty cũ á, cái tự nhiên ở công ty làm sếp xong về nhà làm sếp luôn. Là bắt đầu là có trong giao tiếp với em là có sự thay đổi. Tức là nói là không có nghe em, mà quyết là quyết kiểu vậy. Cũng có một thời gian nhưng mà rồi bây giờ thì hết rồi. Nói chung là thời như vậy thì mình không có nói là gia trưởng mà bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng trong đời sống hôn nhân. Còn gì nữa không nè? Ảnh thì tính của ảnh thì không chảy chuốt, thậm chí là rất là xòe xòa. Tất cả trang phục, giày dép, tất cả mọi thứ là vợ lo chứ còn ảnh không lo. Nhưng mà có điều là hơi lười. Ví dụ như cái ống kem đánh răng ở nhà là ảnh sẽ bóp ở trên. Ảnh nặng ở trên, ảnh nặng. Thì ta bóp ở dưới. Đúng, ảnh nặng ở trên mà ảnh nặng. Rồi ngày nào em cũng vô em cứ nặng từ dưới dặn lên. Ngày mai em lại bóp ở trên. Dạ, ngày mai cũng y chang vậy nữa. Tất cả những bà phụ nữ đều có một cái đồng bệnh giống nhau, chị cũng y chang em thôi, nỗi khổ như nhau thôi. Đó, cho nên thôi cái đó là suy xóa cái đi. Cái là mình thích làm những cái gì dễ dàng. Nghĩa là bóp cái cho nó ra liền đúng không? Rồi giờ tới em đó. Nếu mà nói là có một cái tật xấu á, là từ khúc mà gặp mặt cho tới bây giờ luôn á là 7 năm thì tới tối ngày hôm qua em mới nói ra. Thì em nói xong một cái là phản ứng rất là mạnh luôn. Cho nên ngày hôm nay mà bây giờ nói nữa thì nói đi, cho nói. Nói đi. Đó là hơi bám. Bám em á hả? Đúng rồi. Ồ, đó là bệnh của tất cả các bà vợ mà. Bám chồng vậy luôn. Chuyện bám chồng là chuyện của tất cả các bà vợ. Bán mới mệt chứ. Bám chồng mình mà. Như thế nào? Có một cái mức mà ví dụ như vậy nè. Có nhiều khi á là đi cái việc đó và thật ra thì em hoàn toàn không có làm một cái gì. Em không hề có một cái công việc gì ở một cái sự kiện đó. Nhưng mà vẫn muốn em đi theo. Nhiều khi là chờ 4-5 tiếng. Hoặc là ví dụ như là bây giờ đi làm cái tóc. Giờ mình biết rằng là một khi mà phụ nữ đã nói là xíu nữa em đi làm đầu anh đi với em nha, thì mình sẽ hỏi rằng là em tính làm đầu trong vòng bao lâu, thì câu trả lời thường là khoảng chắc 1-2 tiếng. Nhưng mà tới 5-6 tiếng nữa. 7-8 tiếng. Cho nên thứ gì đó, cái tiệm nào mà hành em 8 tiếng dữ vậy trời. Nhưng mà tại sao em không để cô ấy ở chỗ đó làm, rồi em nói em ơi em làm đi chị nào, xong rồi anh chạy qua anh đó. Không bao giờ có chuyện đó. Vẫn phải ngồi ở trong đó luôn. Chính xác. Chà, cái này là hơi gắt á. Cái này là hơi gắt á. Cái này là mình không có được rồi đó. Tôi là tôi năn nỉ vợ tôi luôn. Bạn đầu mới cưới về tôi cũng nói em ơi em cũng chở Liên đi nghe. Mà ở trong đó nó không quen. Cái chỗ làm tóc mà bây giờ mình mở đầu mình ra thì nó không có tóc nó kỳ. Cuộc sống của em là yếu. Ví dụ như người bình thường á là ngồi hồi xưa á là em cũng ráng ngồi, nhưng mà về sau này nói thiệt là với cái cuộc sống giả của em mà nói là ngồi lâu ngồi quá 7-8 tiếng là khủng khiếp lắm. Đuổi á. Đúng rồi, nhưng mà giận thì vẫn cứ giận.
Thật ra thì cái chỗ này không phải là thanh minh, nhưng mà cũng phải nói một chút xíu là hồi xưa em không có cái thói quen như vậy. Nhưng mà từ khi quen ảnh á, ảnh tạo cho em một cái thói quen là đi đâu cũng phải đi chung, làm cái gì cũng phải làm chung. Cái lâu dần từ lúc yêu cho đến lúc cưới thì mình thành quen như vậy đúng không? Dạ, xong rồi bây giờ thì công việc thì hai vợ chồng cũng làm chung công ty. Có nghĩa là cứ phải đi chung với cái người này mà thì mình mới cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy yên tâm ở trong lòng. Đúng rồi vậy. Cho nên cũng có những ngày thì ảnh nói thôi, ảnh đau lưng anh không đi, thì em cũng chịu cho anh ở nhà em đi mình. Nhưng mà kiểu giận thì vẫn cảm giác giận, không ái được thì anh lòng chút xíu đó. Thôi bây giờ hai đứa mong muốn thay đổi điều gì? Em nếu mà nói thời điểm này á thì em chỉ mong là giảm cái thời gian chơi game lại, để có thời gian thứ nhất là cho em, quan tâm đến em nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cho con nữa. Rồi con cũng đang bắt đầu gần cái độ tuổi vào lớp 1 rồi. Thì nếu mà kêu là có một cái gì đó thay đổi thì em chỉ mong cái đó thôi. Bớt game. Bớt game thôi. Được không Nam? Được không? Dạ, gần đây là bắt đầu thấy. Được chứ, phải được chứ, phải được chứ Nam. Thế còn Nam thì sao? Thì đó giờ em mong muốn vậy đó. Thực ra thì từ trước đến giờ lúc nào em cũng đi chung hết á. Ở một cái mức là tuyệt đối quá. Thì giờ đó đơn giản nó chỉ giảm chút xíu. Thôi cảm, cảm ơn hai em đứa. Đến đây với chương trình, đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Mà gặp ổng kiểu không? Mọi người nói anh này là nhóm trưởng nè. Con nói kiểu gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Ổng dành hết cả thanh xuân cho cái phòng vệ sinh luôn. Vậy là nặng lắm đó nghe. Cái gì mà con biết vô ông chồng làm cái gì mà mỗi lần đi á là 30 phút ít nhất. Tìm ý tưởng đó. Dạ. Thiệt. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tiêm dục số 1 tại Việt Nam. Suy giảm nội tiết dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào ba bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em ơi, mấy tháng rồi em? Dạ, 8 tháng rồi. Chương trình này phát ra là chắc ăn đầy tháng bạn luôn rồi. À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay, và cô Hồng Vân cũng như là chú Quốc Thuận. Con là Đinh Chí Thành. Thì công việc hiện tại con là đạo diễn hình ảnh. Thành là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 25 ạ. Rồi, mời con giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Đỗ Thị Mỹ Ngọc. Năm nay con 22 tuổi. Con là dancer, hiện tại công việc chính con là nội trợ. Khi mà sanh em bé bao nhiêu lâu thì con sẽ tiếp tục trở lại cái nghề của dạ, mình? Dạ, tại vì hiện tại thì con có một bé gái ở nhà rồi. Bé này bé thứ hai à. Bé gái mấy tuổi? Dạ, năm nay là được 3 tuổi à. Ông là hình ảnh, một cô thì là nhảy. Đó, dancer thì làm sao mà gặp lại nhau? Không, nhưng mà vấn đề là tụi nó yêu nhau rất là sớm, đúng không? 18 tuổi yêu nhau. Là 19 tuổi có con á. Còn đó, trước đó là các bạn đó là thanh mai trúc mã. Ví dụ vậy em đoán thử có phải không? Không, đi làm nghề chung với nhau và gặp nhau. Đúng không? Đúng dạ không? Em đúng. Em chuẩn bị từ mụ qua ông bói luôn rồi. Đâu sao nè dạ. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ thật ra là lúc mà con học lớp 11 á. Là Ngọc mới học lớp 9 thôi. Thấy chưa, thanh mai trúc mã. Không, mà hai đứa không có học chung trường. Không có quen nhau luôn. Bữa đó con là một đứa đam mê nhảy. Cũng là một dancer luôn. Dạ, con lập một nhóm nhảy. Lúc đó thì cũng là học sinh mà tìm cái phòng tập rất là khó khăn. Cái vô tình lên cái phòng tập đó là cái phòng tập của Ngọc đang tập nhảy trên đó. Thuê trên đó tập. Vô thì mình vừa tập, xong rồi mình phải ra nghỉ giải lao nửa tiếng để cho nhóm của Ngọc vô tập. Xong cứ thay phiên nhau như vậy á. Thì lên tập chung thì cái mình cứ nhìn, mình thấy là ồ, bà này mới nhảy đẹp quá, thích. Đó yeah. thì lúc đó là hai đứa mới biết nhau. Cũng biết thôi nhưng mà cũng không có nói chuyện. Rồi xong rồi con có đăng lên trên Facebook á là mình thích nhảy cái bài này quá mà không có ai nhảy chung hết trơn á. Cái Ngọc mới bắt đầu vô hai đứa mới nói chuyện với nhau. Comment dạ. Em có tập bài này rồi nè, em tập hết bài này luôn rồi. Đó, xong cái hai đứa mới hẹn nhau ra công viên tập nhảy. Thì hai đứa, Ngọc thì nhảy rất là giỏi. Thì con nhảy thì rất là dở. Đó thì Ngọc sẽ dạy cho con cả phần của nam, Ngọc nhảy phần của nữ. Xong hai đứa nhảy chung với nhau, phần tập chung với nhau ở công viên. Xong rồi đụng tay đụng chân. Đúng rồi, xong rồi lúc đó rồi bắt đầu thích nhau trong công viên luôn, rồi quen nhau luôn. Nhưng mà nhìn coi như là nhảy đẹp, nhưng mà cái gương mặt và cái dáng có đẹp không? Dạ, lúc đó là nói chung là đẹp hết, đẹp đều. Dạ. Thế còn con thì sao? Mà gặp ổng kiểu không? Mọi người nói anh này là nhóm trưởng nè. Con nói kiểu gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Mà hồi đó ổng ốm cô, ổng mới lúc đó chắc cỡ 5 mấy ký rồi. Một mét bảy mấy, có 5 mấy ký, ông ốm nhơ mà nhỏ ghê lắm, giống như cây tâm xỉa. Dạ đúng rồi. Mà được cái là biết ăn mặc, biết chân vị, nhà cũng vậy đó. Cái cũng mình cũng nói thấy cũng biết ăn mặc này kia, nhưng mà được cái bị cái nhảy xấu quá. Tập với nhau một thời gian thấy cũng hợp tính kiểu này kia. Dạ, cái xong mày quen, cũng tìm hiểu cũng quen. Thì hai đứa quen nhau đến cũng được khoảng 3 tháng.
Thì lúc đó con trong cái thời gian đó con cũng có bị bệnh lao. Lớp 11 thì chỉ muốn là đi chơi rồi bạn bè này nọ thôi. Nhưng mà lúc nào Ngọc thì cũng đi chơi bạn con là con đeo lên đi theo. Đi theo xong cái xà nẹo cái mà kiểu khó chịu. Ông đi đâu cũng muốn đi theo. Nó cứ kỳ kỳ sao đi đâu muốn đi theo. Ủa anh đi đâu vậy? Đi chơi với bạn anh. Ừ cho em đi theo chứ. Rồi xong cứ phải đều theo. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy 11 này lớp 9 dạ. Dạ rất là ngại. Xong rồi cái kiểu như mình thấy là mình mất đi cái sự tự do của mình quá sớm. Cái kiểu lúc đó cái con mới quyết định là thôi hai đứa mình dừng lại đi chia tay. Lớp 9 á là con đã khẳng định luôn kiểu ông này sau này phải là chồng mình. Con nói là cưới người nào phải giống bố con á. Mà ông này y chang luôn. Có nghĩa là giày đồ hồi đó là giày này kia là ảnh chà hết. Đồ con này kia là ảnh chà hết mà ổng kiểu ổng chăm kỹ lắm. Biết là Ngọc thương mình rất nhiều nhưng mà mình lúc đó mình cũng muốn dành thời gian cho mình bản thân mình nhiều hơn. Xong rồi tận tới 3 năm sau hai đứa gặp lại nhau ở trong một cái nhóm nhảy là nhóm nhảy của con luôn, là nhóm nhảy của con tập. Nhưng mà con nghỉ từng chừng 1-2 tháng gì đó để con làm việc và Ngọc lên xin vô nhóm tập và không biết trong con trong nhóm nhảy đó. Lúc đó là con đang có bạn trai luôn. Thì con xin vô cái nhóm này, con nói là chắc nhóm này không có ổng. Tập một thời gian cỡ 1 tháng, tự nhiên anh nhóm trưởng nói sắp tới Kiro quay lại nhóm nha em. Ừ thì quay lại lên tập thôi. Cái ai nói có định quay lại không, nói không chứ không quay lại đâu, kiểu hai đứa không còn tình cảm đâu, nghĩ vậy. Mà mẹ con nói với mẹ con thì mẹ nói hai tụi bay sắp sắp là thế nào cũng quay lại. Khi lần đầu tiên chạm mặt nhau thì lúc đó cái cảm xúc như thế nào? Dạ kiểu cũng bình thường, như anh em trong nhóm bình thường thôi. Mà dạ. Lúc đó thì con lại khác. Nhìn cái cảm giác giống như lần đầu gặp vậy, kiểu lúc nào mình nó cũng soi nó nao núng sao. Một cái gì đó rất là thân thuộc nên là mình cảm giác mình nó bồi hồi lắm. Dạ. Cái khoảng mà 3 năm chia tay nhau đó là em là do là lý do là em chỉ là ham chơi và không muốn có một ai đó coi như là sắp sáp với mình cứ như xà nẹo với mình. Dạ đúng hay rồi, là còn dạ lý đó do nào khác? Dạ anh bị bệnh lao à. Dạ bị bệnh. Anh bị lao kháng thuốc. Dạ. Ồ vậy dạ. Hả con đâu có biết đúng không? Dạ con biết luôn. Nhưng mà cái bệnh lao đó của anh nó nặng như thế nào em? Dạ con bị đợt đầu tiên là chị 9 tháng. Xong rồi lần thứ hai con bị là con chị 12 tháng. Xong cái bác sĩ nói là cái này bị lao kháng thuốc rồi. Làm về chị điều trị lại từ đầu là thêm 2 năm nữa. Là cái quá trình chị 2 năm á là hai đứa sẽ gặp lại nhau. Và lúc đó thì thật sự là con rất là... Mình cảm thấy là mình rất là khó khăn trong cái việc chữa bệnh. Tại vì cái bệnh này thật sự nó không khó trị nhưng mà nó bị cái là uống rất là nhiều thuốc. Và những người mà không trị được bệnh này là do không uống nổi thuốc. Tức là một buổi sáng mình mở mắt ra mình thấy mình mở mắt chưa ăn gì là mình phải uống 15 viên thuốc. Rồi xong rồi mình phải chờ nó tiêu hết thuốc rồi xong mình mới bắt đầu mình được ăn sáng. Chưa uống nó mình nhìn thấy mình ói rồi. Nhìn thấy thuốc mình ói, nhìn thấy thuốc mình ói. Thì lúc đó cũng không có chơi dai được nhiều hết á. Thì bạn bè cũng mất hết luôn. Mà xong rồi lúc gặp lại Ngọc á thì Ngọc lại kiểu như là không có quan tâm tới cái chuyện bệnh của mình. Mà vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Mình cảm thấy là tại sao mà một người mà luôn luôn bên cạnh mình mà cho dù mình không có gì trong tay, mình không có tiền bạc, không có công việc cũng như là lại cũng bệnh nữa. Nên là Ngọc vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Nhưng mà mẹ Ngọc nghe hai đứa quay lại, mẹ Ngọc rất là lo. Tại vì con gái mà mình đâu có muốn giao trao cho một người mà không có tương lai. Thành nói cho con biết là Thành bị cái bệnh trạng như vậy đó. Bệnh lao mà còn rất trẻ dạ. Như vậy đó, thì lúc đó cái cảm xúc của thế nào? Không, con thì con cũng bình thường. Tại vì lúc đó thì ảnh con có hiểu về cái bệnh lao dạ không? Dạ biết là không. Lúc mà sau 3 năm là cái bệnh tình của anh đã ổn lại một chút xíu rồi. Nhưng mà ảnh còn rất là yếu con. Yếu lắm. Một người đàn ông không có sức khỏe, không có công việc, rồi học vấn cũng đang bị dở dang á. Cái mẹ con cũng không có, mẹ con cũng lo kiểu sợ con mình khổ á, cái cũng không cho quen. Thì con cũng đấu tranh kiểu vừa áp lực việc học mà con cũng nói là thì giờ nếu mà mẹ không cho con quen thì con vẫn ở bên ảnh vậy đó, chăm sóc ảnh tới khi nào ảnh không còn nữa thì thôi. Dạ. Tức là mẹ đồng ý liền không dạ. Hay là mẹ cho con, mẹ phải bắt con kiểu một cái điều cũng kiện. Phải đấu tranh luôn con, đấu dạ. Tranh một thời gian mẹ luôn. Mẹ thì không có đồng ý đâu dạ. Nhưng mà tại vì hai đứa con nói vô tình có một cái chuyện nó vô tình thôi nhưng mà nó thành lại sự thật. Không, cái kiểu là hai đứa lúc đó còn trẻ thì thường là hai đứa nhắn tin với nhau thì kêu vợ chồng chồng. Cái kiểu vậy một hôm cái mẹ Ngọc coi điện thoại cái coi được tin nhắn đó, cái kiểu nói rồi chắc người lớn thì người ta suy nghĩ lắm nhưng mà kiểu như nhìn thấy vợ chồng chồng cái kiểu là hai đứa này chắc ở với nhau rồi đó thì người lớn nên lại sợ cái chuyện đó nên nó nói rồi xong rồi kêu Thành qua nói chuyện rồi đó cái kêu qua nói chuyện rồi hỏi gì đó xong rồi mình thấy được nước vậy cái mình làm tới luôn kiểu như xong cái mẹ Ngọc kiểu thôi nghĩ rồi lỡ rồi thôi cho cưới luôn coi như là mình dùng chiêu luôn dạ đúng không với lại dạ. Đó mẹ con khó lắm con đi chơi xa cũng không được mà đi qua đêm cũng được con cũng nói muốn cưới là chỉ là để đi chơi
mẹ không cho quen thì cứ vậy đó. Cái mẹ con cũng kiểu thấy anh Thành hiền, với lại hồi đó tính con ngang lắm, mà ổng chịu được cái tính của con, cái mẹ nó thôi kệ đi, kiếm được đứa chịu được cái tính nó là cho đi luôn. Là mẹ đồng ý rồi đúng không? Lúc mà cưới xong thì con cũng định là kiểu mình cũng sẽ tiếp tục cái công việc của mình này kia, rồi xong mà chơi đi chơi cho đã, vậy đúng không? Chơi cho đã. Dạ, ai về bên bên nhà ảnh. Ba con á là ra vô ngày nào cũng nói. Trời, 3 tháng rồi nha, không thấy gì hết trơn nha, cứ về lâu rồi nha, không thấy gì nha. 3 tháng không thấy gì là không vui rồi. Cứ ra nó móc gì hoài, móc mình tới nỗi mình tức, mình nói thôi giờ mình đáp ứng cho nên xong bộ phận con cháu rồi mình làm, mình gắng cố gắng mình đẻ. Thành nó phải chuẩn chặt quá em à. Dạ. Nói tật xấu gì không em? Ảnh tật xấu của ổng thì không có nhiều mà cái nào cũng mệt mỏi. Cái nào xấu dễ sợ. Cái nào cũng mệt, dạ đúng rồi. Ví như cái hứa thật nhiều, thất thứ thật nhiều. Có nghĩa là ổng hay quên mà ổng cứ hay hứa lắm. Chẳng hạn như giờ con kêu ảnh, anh ơi xíu nữa anh rửa chén giùm em nha. Để đấy đi, xíu anh rửa liền. Cô biết không, 2-3 ngày sau cái chỗ đó vẫn yên nguyên, nếu con không đụng vô là chỗ đó yên nguyên luôn. Rồi đồ ăn á, rồi khi con lấy ra, anh ơi ăn nha. Em cắt trái cây ăn nha. Để đấy đi anh ăn. Là ngày hôm sau cái tô đó yên nguyên luôn cô. Để đó yên nguyên luôn là để hư luôn đôi khi vậy luôn á. Tại chẳng qua là con lo làm á, tập trung làm á. Lúc mà mình ngồi dựng phim chọt ngang vô cái gì cái nó bị đứt cái đường dây á. Anh em làm dựng phim biết mà. Đứt cái đường dây á mình làm cái nó bị sai liền á. Nên mình phải tập trung mình làm xong hết không, luôn rồi xong mình quên luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè. Ổng dành hết cả thanh xuân cho cái phòng vệ sinh luôn. Như vậy là nặng lắm đó nghe. Cái gì mà con biết vô ông chổng làm cái gì mà mỗi lần đi á là 30 phút ít nhất. Tìm ý tưởng đó. Dạ. Thiệt. Ý tưởng dùng phim. Ừ, ý tưởng á, nhiều khi dạ. Suy nghĩ y nãy dựng về đúng chưa ta? Không được, phải đúng rồi, đó vậy đó. Thường những cái hiện tượng mà ngồi lâu, cởi thỏ mà lâu đó là một á, là đọc sách. Hai là cầm theo cái điện thoại. Dạ. Để vào trong đó chơi game hoặc là được. Comment Facebook dạo. Dạ. Vô cái bị kiểu như là nhiều khi đăng clip lên xong cái nhiều người comment cái cũng ngồi lướt trả lời xong rồi nhắn xàm cái với lại một phần là nó cũng liên quan đến cái tật xấu đầu tiên là cái tật xấu hay quên đó là Ngọc cũng làm trái cây này nọ sẵn để đó mà không bao giờ ăn đó. Xong đâm ra là khó mới đi tiêu hóa. Tức là đó. em nó bị từ cả nội cả ngoại. Đấy, quá. Đó. Thức khuya chơi game. Thức khuya dạ. Không phải dựng phim mà là chơi game. Cái phổi yếu nha. Dạ đúng rồi. Cái phổi yếu dạ, không có thức khuya nha. Không phải là con không muốn cho ảnh chơi game. Nhưng mà có nghĩa là phải dành sắp xếp thời gian xong mình chơi mình cho hợp lý. Chẳng hạn như giờ 12 giờ xuống cũng được. 12 giờ là đã trễ lắm rồi. Là mình xuống là vừa rồi. Không đâu cô. Đôi khi 12 giờ 45 xuống. Xuống xong bấm điện thoại tới gần 2 giờ 1 giờ mới ngủ. Cũng được, nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Này cũng cho phản biện lại xíu, xui lắm đó cô à. Nói chung là nguyên ngày không bao giờ chơi từ sáng tới tối luôn, tới tận 10 giờ tối luôn. Mà thì thường là 10 giờ tối á, thì mới chơi, tại vì 10 giờ tối mới có bạn bè nó xong việc hết trơn rồi mình mới chơi chung. Và tính thói quen của con là chơi các bạn bè chơi chung mình mới chơi. Thì chơi tầm được 1 tiếng, 2 tiếng. Nhưng mà thường thì tụi nó cũng chơi trễ lắm. Mình 10 giờ mình rảnh rồi. Nhưng mà mình tính là 11 giờ mình mới chơi thì tụi nó 11 giờ nó mới vô đủ mà. Nên là mình ngồi mình làm phim tiếp. Xong rồi cái mình là ngồi làm đã thì bà ở dưới phòng bà đâu biết đâu. Tôi nói vô đủ rồi, đủ rồi Thanh ơi vô. Xong vừa mới vô game cái mở cửa ra. Ủa chơi game hả? Dính. Ủa sao lên đúng lúc vậy mà lần nào cũng vậy, lần nào mình lên ngay cái lúc mà mình vừa mới vô game. Xong nói nãy giờ chơi 2-3 trận rồi đúng không? Chơi 2-3 trận rồi vô nói chơi có 1 trận nha, sợ sợ nha. Nó gọi xong cái mình kiểu thôi chơi được một trận xong xuống cũng ăn cục tức xong đi xuống chứ đâu có thôi ra vợ lo nó đúng đó em. Dạ bớt nhưng mà cái phổi á là vậy nè con, ngoài cái chuyện uống thức khuya ra thì con tiếp xúc với cái sóng từ của màn hình á cũng không có tốt nha con nha. Dạ đúng rồi, phổi á đó nên con có phải cẩn thận. Rồi cái cờ trao tay tới bên này nè. Dạ thật xấu đây, đầu tiên là thèm ăn cái là rất là xấu tính, mình đang ngồi làm cái tức là ngồi kiểu nhay cho tới khi nào mình chở đi ăn thì thôi, ngồi cứ đọc ốc len xào dừa, cúc lộn xào me, nghe hấp như đọc con kẹo đọc thằng chú vậy dạ, hả? Dạ đúng đọc rồi, con đọc nguyên cái danh sách ra luôn. Khi nào mà mình đứng lên khỏi ghế thì thôi đọc kêu tụng kêu hồi á đấy kêu gì vậy. Cái này cô biện hộ chút xíu con ơi, cái dòng có bầu nó ngộ lắm con ơi, nó thèm không có bầu thèm. Cũng vậy cô à, không phải tại nó bầu liên tục con thấy à, bầu đợt trước bầu liên tục dạ. không nhưng mà cái em ngưỡng em mà. Ra đời một cái là em dính bầu kia rồi. Ôi bây giờ con ráng đi, ráng để cho nó khai qua nở nhiều đi con à. Rồi tiếp tục. Dạ, hay cáu đói để... bụng vô có hay cọc tính không? Không, đói bụng thì không cọc đâu, nhưng mà mấy chuyện cọc nó rất là tào lao. Tức là ví dụ con nó đang ăn thì đút cho nó ăn, cái đút vô nó không ăn, tự nhiên hôm nay nó không muốn ăn thì nó không ăn thôi, tự nhiên vậy thôi, nó quay qua cọc mình chửi mình luôn.
đó, cứ vậy. Nói chung là những cái chuyện nó rất là đơn giản. Quay không qua phải, cô biết không, chẳng hạn giống như là con bầu, bầu mình ngồi lâu không có được rồi, mà mỗi lần ăn là ba người cùng ăn, là ảnh ăn ảnh với lại bé ăn cùng lúc, con là đút cho bé rồi. Thì ảnh ăn xong, thay vì ảnh ăn á, ảnh ngồi ăn cho lẹ, sao nó em ơi em có cần anh giúp gì không, có cần anh cho con ăn không, em qua em ăn đi. Không đó cô, ngồi ăn bấm điện thoại, ăn xong cái cũng bấm điện thoại, kiểu ngồi ngay mặt mình mà không có phụ giúp mình, mình cảm thấy khó chịu. Dạ đúng rồi, bực mình liền. Ok, còn cái sai nữa là khi mà mình biết mình sai nhưng mà vẫn không bao giờ nhận sai, kiểu như mình nói khi mà hai đứa gây lộn nhau á, thì mình nói vấn đề, mình nói hết vô tật sai của chị luôn, ok xong rồi im ru à, không nói xong cái tự nhiên lát nữa mình kiểu như bình thường lại mình cái lại ở anh ơi đi ăn, nếu kiểu vậy không có chuyện gì xảy ra, nhân viên gì của mình á, ủa mà anh đâu có lật cảm xúc được như em đâu, anh đang rất là bực, xong rồi tự nhiên em quay qua bình thường với anh giống như không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Biết mình sai nhưng mà không bao giờ nhận sai. Anh hỏi em biết em sai chưa, rõ ràng là sai nha, rõ ràng là chụp hình mình xong đăng lên Facebook mà mình không thích tấm hình đó, mình kêu xóa đi, xong cái không xóa, xong rồi lát một tháng lát hồi nói xóa, rồi anh hỏi em biết em sai chưa, chưa không biết sai gì trơn, có sai gì đâu, bình thường. Không bao giờ nhận mình sai, không bao giờ nhận, nhất quyết không nhận nha. Nhưng mà mình mà có sai là sao? Dạ, từ mình đúng xong thành mình sai luôn. Có những lúc ảnh nói mình sai thì cái kiểu thì nói lúc hai vợ chồng ở trong phòng với nhau thôi, còn ở đây không có đâu, như là có mẹ anh nói đó hay gì ảnh cũng la con luôn, kiểu vậy. Mình cảm thấy là mình không thích cái vấn đề đó, chẳng hạn như cái giờ em con lên con nói con biết con sai rồi, con lên con em biết em sai nhưng mà anh đừng có la này kia, kiểu lớn tiếng trước mặt không, người khác. Này em phải vậy rồi, tại vì em một mình nói em không nghe, phải gọi đồng minh. Bây giờ sẵn là con mong muốn vợ con thay đổi gì nè? Chắc là bớt càm ràm lại xíu. Ý là mong muốn là vừa bớt càm ràm nè, vừa thấy khi mình sai thì mình phải nhận. Nhưng mà dạo này cũng được một hai lần là có nhận rồi đó, bắt đầu mình nói nhiều rồi đó, xong bắt đầu với lại thấy suy nghĩ tiến triển, bắt đầu có tiến triển. Có ngộ ra đó, có ngộ ra đúng không? Giác ngộ. Rồi con sao? Dạ, con thì em biết là em với anh đó là cưới nhau là quen nhau sớm, nên là hai đứa có lúc cũng sẽ ham chơi với lại kiểu cần thời gian để thích nghi á. Cảm ơn anh đã sẵn sàng trưởng thành, thay đổi, thích nghi với để cho cuộc sống hôn nhân của tụi mình hạnh phúc như ngày hôm nay. Sắp tới là gia đình mình có thêm một cái thành viên nữa, thì hãy cùng em làm cái điểm tựa vững chắc cho hai đứa. Em thì em không có cần anh thay đổi gì đâu, chỉ muốn là anh biết sắp xếp thời gian của mình hơn, để mình nghỉ sớm, nghỉ ngơi sớm này kia, nó tốt cho sức khỏe của anh sau này và hiện tại thôi. Thật ra thì hôm nay tới đây thì con có muốn thực hiện một cái điều mà trước giờ hai vợ chồng chưa làm với nhau. Tức là hai đứa lúc đó mà lúc mà quen nhau thì giống như nói á, là xong rồi quen nhau xong rồi gia đình kêu cưới luôn, nhưng mà có một điều chưa làm là hai đứa chưa cầu hôn. Con chưa cầu hôn vợ. Trời hôm nay ơi. Sẽ cầu hôn vợ. Trời ơi, hay quá. Chắc quỳ ha. Em à, trong suốt cái quá trình mà mình quen nhau và hiểu nhau á, em luôn luôn bên cạnh anh và đồng hành với anh, cho dù anh có khó khăn, sức khỏe yếu đi hay là công việc không ổn định, em luôn luôn bên cạnh anh, vẫn luôn ủng hộ anh trong mọi chặng đường của anh. Anh hòa hợp quá. Anh cũng hy vọng là em có thể cùng anh đi đến cuối chặng đường, luôn luôn bên cạnh anh và hai đứa con nữa. Có tặng nhẫn tặng nhiếc gì không con? Dạ là có đó. Cầu hôn là phải tặng có nhẫn nè đó. Có cái nhẫn nè, nhưng mà xí nha, xí cho con nói trước nha, cái này cái nhẫn trơn thôi, tại vì đâu có mua nhẫn hộp sàn được đâu, biết sao không, tại vì con nghe lời vợ lắm. Vợ con nói anh đi làm anh toàn để tiền anh mua máy quay rồi mua ống kính thiết bị không à, anh không bao giờ mua vàng cho em á, thôi giờ anh lâu lâu anh mua cho em một chỉ vàng được. Mua đúng chỉ vợ nó hay rồi, vợ nó một năm một thực tế vừa luôn kìa đó. Trời ơi cảm rồi, ơn dễ thương hay quá. Anh thấy Ngọc rất là xúc động, rất là những cái giọt nước mắt hạnh phúc nha. Và anh trước tiên là anh xin cảm ơn hai vợ chồng em, chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông mãi mãi hạnh phúc như thế này. Cô chỉ nói chút xíu thành chỗ này thôi nha, có nghĩa là con không có đúc cho con được, nhưng mà theo cô ha, là trong bữa ăn á con đừng chơi điện thoại. Con ăn nhưng mà con cùng với vợ con á là gọi là xúi dục cho bé con á nó ăn nhiều hơn. Vợ con sẽ là người đúc cụ thể, nhưng mà con rồi, sẽ là người hướng nó, định hướng cho nó là con ăn đi này kia thì nó sẽ rất là dễ thương. Chúng ta có rất là nhiều ý tưởng có thể thực hiện những kịch bản hay, vậy tại sao chúng ta không thực hiện những ý tưởng thật tuyệt vời cho gia đình chúng ta, đúng rồi, dụ nó ăn.